Các đơn vị địa phương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm giãn cách theo chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đặc biệt hạn chế thấp nhất việc người dân ra đường. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch vào chiều tối qua ngày 7 tháng 8. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam ghi nhận sự chủ động tích cực của các đơn vị địa phương đã kịp thời triển khai phòng chống dịch đạt hiệu quả. Hiện nay, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên phải tập trung hơn nữa để sớm ngăn chặn dịch bệnh. Trong đó, phải duy trì thực hiện nghiêm việc giãn cách, tăng cường kiểm soát tại các chốt chặn, hạn chế thấp nhất người dân ra đường. Mục đích cao nhất của chúng ta là hạn chế đến mức thấp nhất người ra đường không cần thiết hoặc ra đường ở cấp bách nhưng chưa đến mức là phải tham gia giao thông. Cố gắng thực hiện nghiêm túc nhưng mà cũng không nên quá cứng nhắc. Cần phải nhất quán trong các chốt để tránh trường hợp là chốt này cho thông chốt mà chốt khác thì không đồng ý. Cái chuyện đấy là không thể được. Tôi đề nghị là chỗ lực lượng công an cần phải quán triệt cũng như các quận huyện có các chốt trên địa bàn mình là phải thống nhất cái quan điểm. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng có xu hướng giảm, nhưng không vì thế mà chủ quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục kiểm soát dịch ở những khu vực nguy cơ cao. Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch mà thành phố đã đề ra, trong đó lưu ý việc giãn cách số lao động trong cùng một phân xưởng, đồng thời thiết lập các tổ COVID-19 doanh nghiệp. Chúng ta cần phải hết sức tăng cường công tác phòng chống dịch trong khu vực sản xuất. Và đặc biệt là cái này cũng phải xác định lại là trách nhiệm về phòng chống dịch mà đối với trong các cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh là trách nhiệm đứng đầu là người đứng đầu, người chủ doanh nghiệp. Và chúng ta cũng ở mức độ cao nhất là hạn chế đến mức thấp nhất người phải ra đường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai nhanh chóng việc cấp giấy đi đường cho người dân, đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện để lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các vùng cách ly y tế thì các địa phương phải có phương án đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là hỗ trợ kịp thời các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.